Trước hết chúng ta phải rất là hãnh diện, có một thượng nghị sĩ như anh Ngô Thanh Hải đã đứng vào phe chúng ta thì trong cộng thứ hội đó là một người hãnh diện của cộng đồng chúng ta ở Toronto ví dụ, và chúng ta cũng phải hãnh diện có một liên hội người Việt đã tổ chức festival cái tiếng vang cho chính phủ ở đây, nên chúng ta mới được tổ chức ngày, có thể ngày thượng kỳ chúng ta rất là vẻ vang. Và chúng tôi muốn là tất cả mọi người phải đoàn kết, đừng có chia rẽ, mặc dù chúng ta biết là quân nhân là những người đã đóng góp xương máu cho quốc gia, nhưng mà không hẳn là họ là người tổ chức hoài, tự nhiên mỗi năm một thế hệ nó khác nhau, và chúng ta tổ chức làm sao để người cộng sản họ sợ mình và gây tiếng vang cho cộng cho người Canada ở đây thì đó là tốt cho cộng đồng mình, chứ không phải là hội quân nhân cứ dành tổ chức hoài là không đúng. Theo trào lưu tiến hóa thì chúng ta phải nhường bước và từ ái về bỏ đi, chúng ta ngồi lại đoàn kết với nhau như thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải đã nói. Chúng ta mục đích chúng ta là gì, là gì thì cộng thì chúng ta phải làm sức nào để mà sự thành công chúng ta đưa nước Việt Nam khỏi độc tài của cộng sản, và chúng ta là những người qua đây để những người đi tị nạn vì chính trị chứ phải vì kinh tế. Xin hết. Cảm ơn Ngọc và xin mời anh Trần Thành Nghiệp. Kính thưa ông bà thượng nghị sĩ, cũng thưa đại diện các hội đồng cùng tất cả các đồng nghiệp. Thì nãy giờ qua những ý kiến vừa người đã trình bày thì chúng ta thấy qua cái phim chiếu thì cũng như từ thượng nghị Hải cũng đã trình bày thì ông Terry cũng đã là cái vấn đề trọng thượng kỳ đó là dành cho cái phía cộng đồng chứ không phải riêng cho một cá nhân hội đồng nào hết. Thì trong cái thông báo mà của hội công nhân mời họp lần trước á, thì cũng nói hội công nhân cũng đề cập về vấn đề đoàn kết, nhưng mà chúng ta thấy hôm nay hội công nhân đòi rút ra trong cái ban tổ chức lễ thường kỳ thì mình thấy cái vấn đề có đoàn kết hay không, rõ ràng như vậy chúng ta thấy là không có đoàn kết rồi. Và cái quay ý kiến của anh Đặng hồi nãy thì chúng ta cũng thấy vậy đó, cái hội công nhân là có một cái sự, nếu mà là họ cái hiểu biết thì họ đứng chung vào cái ban tổ chức với cái danh nghĩa cộng đồng tổ chức lễ thường kỳ thì quá hay rồi, nhưng mà rất tiếc là họ đã vậy.